Em xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog của em Tú nhá. Hôm nay thì dẫn và chia sẻ các cô chú anh chị em đi vào một cái buổi tối. Đấy, hôm nay thì sáng nay thì hai vợ chồng mới xịt thuốc sâu dày rồi là bảo vệ đọt cho cái vườn cây sầu riêng và tất cả những cái cây ở trên cái khu trang trại vườn áo chuồng của em Tú nhá. Thì hôm nay em sẽ có một số những cái điều chia sẻ vào buổi tối. Đấy, buổi tối thì em cũng chưa quay video nào buổi tối. Cho nên là em làm cái video này nếu mà nó có mờ hoặc là nó có một số những cái vấn đề nó chưa có ổn định và ok, thì mong các cô chú anh chị em cũng cố gắng theo dõi những cái lời chia sẻ của em nhá, xem nó có bổ ích hay không. Đấy, thì cứ mỗi lần mà chúng ta đi xịt thuốc ấy, thì chúng ta luôn luôn phải đi xem và đi thăm nó. Đấy, đi xem và đi thăm nó, và nhất là thăm vào buổi tối và buổi sáng sớm nhá. Nhưng mà buổi tối vẫn là những cái buổi mà nó rất là ok nhất. Đấy, thì chúng ta xem là khi mà chúng ta xịt ấy, thì buổi tối thì có con côn trùng nào nó ve vãn đến mấy cái đọt này không này, cái đọt, mấy cái tược đọt này không. Đấy, để chúng ta có những cái phương án, ví dụ như là xem thế để biết là chúng ta có xịt đúng liều lượng hay không, hay chúng ta xịt liều lượng nó vẫn còn nhẹ thì chúng ta sẽ có thể tăng liều lượng lên. Đấy, tránh cái tình trạng nhé, khi dùng thuốc bảo vệ thực vật hoặc là phân bón hoặc là các chất dinh dưỡng, đấy, tưới cho cây hoặc bón cho cây hay là xịt cho cây, thì chúng ta nên sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đấy, chứ không được gọi là tự ý tăng liều và tự ý gọi là theo ý của chúng ta nhé, thì cái cây của chúng ta nó rất là dễ sốc. Đây là một số những cái đầu mùa hanh khô rồi là nắng gió mạnh. Đấy, thì nó sẽ xảy ra một số những hiện tượng này. Đấy, đây là những cũng sẽ có những cái con côn trùng xịt thì nó cũng chả hết 100% đâu. Đấy, những cái này thì nó sẽ chích. Đấy, cái này thì nó sẽ chích gọi là vặt lá đọt luôn. Đấy, cái này một phần là nó cũng do cái bìa lá đằng sau này. Đấy, nó cũng có cái chích hút rồi. Đấy, xịt thì cũng chả là hết 100% được. Đấy, nhưng mà chúng ta có thể là bảo vệ nó rất là nhiều. Thì đối với những cái cây con của cái cây sầu riêng, hôm nay thì em cũng chia sẻ luôn với các cô chú anh chị em. Đấy, những anh em đồng liêu đang làm sầu riêng. Đấy, thì cái cây sầu riêng con này thì chúng ta cũng xịt nó tuần xịt một lần nha các cô chú anh chị em. Hoặc anh em nào chăm chỉ thì 5 ngày xịt lần. Xịt với một cái liều lượng nó loãng loãng một tí. Đấy, chứ đừng có xịt nó ở cái liều lượng nó mạnh, thì cái cây con thì cái sức chống chịu của nó kém, thì nó dễ xảy ra những cái vấn đề như là bị quăn đọt, đấy, cháy đọt hoặc là thui đọt, thì đến lúc đấy là chúng ta sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của cái cây con. Đấy, trong cái cây sầu riêng, mà cái cây sầu riêng thì nó lại là một trong những cái cây nó khó chăm khó trồng rồi. Đấy, thì các cô chú anh chị em cũng biết điều này. Đấy, cây tược bắt đầu ra này. Đấy, để bảo vệ đọt, bảo vệ tược cho nó. Đây, đây là cái con. Con này thì là cái con ở dưới đất, con rán đất, cho nên là cũng không quan trọng lắm. Chúng ta chỉ đi soi dày nâu, dày xanh, bọ xít mũi, đấy, nhện đỏ các kiểu. Đây, ví dụ như là những cái lá này nha các cô chú anh chị em. Đấy, ví dụ như những cái lá như thế này, thì là khi mà nó quăn như thế này thì ngày trước là chúng ta phòng dày nó vẫn chưa ổn định. Đấy, bướm này. Đấy, vẫn có bướm này. Đấy, hôm nay xịt thì nói chung là em xịt tổng hợp. Đấy, dày nâu, dày xanh. Rồi là bọ xít mũi. Đấy, bọ cánh cứng. Đấy, nhưng mà vẫn xuất hiện một vài con bướm. Chiều nay thì nó có một cái cơn mưa. Đấy, không biết là nó chắc nó cũng không được hiệu quả cho lắm. Xịt thì xịt buổi sáng, nhưng mà chiều mưa thì cây nó rất là mát, nhưng mà sợ là không hiệu quả. Đấy, nhưng mà sau cái thời gian mà đi xem thì cũng thấy là cũng ổn đấy. Đây, vẫn còn những cái con bướm này. Đấy, cái này thì bướm, sâu bướm thì phải xịt, cái này phải xịt lăng sơ rồi. Đấy, hôm nào sẽ điều chỉnh lại xịt lăng sơ cho nó. Buổi tối đi thăm vườn này thì nó cũng vô cùng là thú vị. Nói chung là cây cối thì xịt thế này là ok rồi các cô chú anh chị em nhé.
Mùa này thì cũng gọi là mùa dế cơm rồi đấy. Nhưng mà hôm nào thì em sẽ dẫn các cô chú anh chị em đi xem những cái con đào, những con dế cơm đấy. Đợt này thì nó đang tỏa ra. Sang bên này thăm những cái cây con. Đây. Những cái cây con này thì nói chung là vẫn đang đi xong một cơi đọt, đang già lá, chuẩn bị lại đi tiếp cơi nữa. Lưu ý nhé các cô chú anh chị em, những anh em đồng liêu mà mới vào nghề giống như em ấy thì phải lưu ý một điều, đó là cái việc mà xịt cho cái cây con là phải thường xuyên. Tại vì cái cây con nó sẽ không đi theo lớp đọt như là cây to nhé. Những cái cây to khoảng tầm từ 4-5 năm trở lên thì nó rơi vào khoảng tầm 2 tháng rưỡi. Đấy, 2 tháng rưỡi một cơi đọt. Còn những cái cây con mà mới trồng kiểu dạng như thế này thì có thể là một tháng nó có thể đi là một vài lần đọt. Đấy. Nó sẽ không cố định đâu nha các cô chú anh chị em. Với cả cây con thì ở trong vườn ấy thì nó sẽ đi đủ các loại hình loại trạng. Ví dụ như cây thì giả lá, cây thì thế nọ, cây thì thế kia, cây thì ra búp các kiểu. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta bón phân ấy hay là xịt thuốc ấy thì chúng ta cũng phải có một cái cữ thời gian nhất định thì cái cây nó sẽ theo cái chu kỳ sinh trưởng và phát triển của cái cữ đi phân bón của mình. Đấy, thì nó sẽ ổn định hơn, sau này nó sẽ già lá hoặc là nó sẽ đi theo đi đọt theo cái ý của mình, và sau này nó lớn để có quả thì mình sẽ dễ điều tiết được cái đọt của nó hơn. Đấy, như cái cây này vừa nãy em quay mấy cái kia già lá, nhưng mà cái cây này thì thật sự là nó đang đi đọt đó. Đó, rồi cũng muốn chia sẻ với các cô chú anh chị em một xíu như thế thôi. Những anh em đồng liêu cùng làm vườn, làm trang trại. Đấy, như cây này thì xịt bảo vệ rất là ngon, rất là tốt. Đấy, cây này thì đang phát triển. Cây này được một năm rưỡi rồi. Đấy, người ta thì chăm to lắm, nhưng mà em thì nói chung là theo thu thập rất nhiều các ý kiến. Chăm thì chăm từ từ, cho cây nó lớn từ từ. Chứ đừng có chăm theo kiểu thúc cây. Đấy, sau này thì nó phá cây mấy hồi. Đấy, em thì lại có chăm theo cái kiểu đấy, từ từ thôi. Đấy, cho cây kiếc nó lớn dần dần. Đấy, nhiều người thì phải đua theo ngọn thế này cho nó cao lên. Đấy, nhưng mà em thì lại muốn cây nó phát triển từ từ và vươn cành, to cành trước. Đấy, còn thân thì bắt đầu là cứ phát triển dần dần. Nhiều người kéo thân rất là to, rất là cao, nhưng mà tóm lại một điều là cành thì bé, nó bị mất cân đối cái cây. Nhiều người cứ bảo là cứ chăm thân cho nó to trước rồi cành lá tính sau, nhưng không phải đâu nhá. Cây cả thân lẫn cả cành lá ấy, thì nó phải đi theo nhau hết. Đấy, đây là mấy cây sơ cua này. Đấy, mấy cây sơ cua thì em cũng chăm cho nó giống y ở kia luôn. Đấy, xịt xiếc cũng ok như ở kia luôn, bình thường. Đấy, để sau này cây nào kém thì mình sẽ dặm lại, nó sẽ ok hơn. Đó. Nói chung là kiểm tra côn trùng như vậy là ok các cô chú anh chị em ạ. Rất là tốt. Đấy, còn nhiều anh em thì hỏi em là thì Tú dùng phân thuốc nào? Thì em nói thật với các cô chú anh chị em là dùng thì chúng ta lên đảo phân đảo thuốc đi nhá. Ở đây thì em có rất nhiều những cái bộ sản phẩm. Đấy, nhưng mà chúng ta dùng thì chúng ta phải đảo phân đảo thuốc đi các cô chú anh chị em ạ. Đấy, chứ không thể nào mà chúng ta cứ chăm chăm dùng một loại một. Đấy, ví dụ như này. Ví dụ hôm nay chúng ta xịt cái loại này. Đấy, với cái chai này. Thì ngày mai chúng ta xịt cái loại này. Cái chai này. Đấy, ngày kia chúng ta xịt cái loại này. Chai này. Đấy, thì nó mới có hiệu quả được. Tại vì tránh cái việc mà những cái con côn trùng nó kháng thuốc. Tránh cái việc mà chúng ta rơi vào những cái mà như là nhà máy sản xuất ấy. Người ta lô này người ta sản xuất ra là tốt, lô kia nó hơi kém, thì nó sẽ dễ dẫn đến những cái việc mà cái con côn trùng chích hút nó sẽ bị nhờn thuốc. Đấy, mỗi công ty nó sẽ có những cái hoạt chất rất là tốt. Đấy, để cho chúng ta sử dụng. Đấy, nhưng mà không phải lúc nào họ cũng ok cả, cho nên là chúng ta cũng phải mang có những cái kiến thức để chúng ta làm, kể cả phân bón cũng thế nhá. Phân bón thì cũng nói chung là đi theo một bộ sản phẩm nhất định. Đấy, nhưng mà các hãng ấy thì nó cũng có cái hay của nó.
Nhưng mà khi mà chúng ta tìm được nhà phân phối tốt rồi ấy, thì chúng ta nên dùng, nói chung là có thể dùng lưu cữu, nhưng mà phải dùng, vừa dùng vừa theo dõi đấy, tránh cái tình trạng mà sập bẫy người ta có thể là làm ăn không có tốt đấy, thì chúng ta phải né né một tí không hại cây đó. Cây mà đã bị sốc bởi thuốc bảo vệ thực vật hoặc là chất dinh dưỡng rồi ấy, phân huyết ấy, thì đến lúc mà phục hồi hay là giải độc cho đất hay là giải độc cho cây nó rất là vất vả nha các cô chú anh chị em. Có khi cứu không nổi mà đất của chúng ta nó bị nhiễm độc thì lúc đó là chúng ta trồng cây khác nó cũng khó khăn đấy. Đó là cái cách chia sẻ của em. Còn các cô chú anh chị em nào có những cái chia sẻ mới hoặc là hiểu biết mới thì mọi người cứ comment lên, anh em cùng làm vườn, anh em cùng hưởng thụ và anh em cùng vui, cùng tốt. Đó, rồi. Video em xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo nhá. Xin chào mọi người.